Hello anh em, chào mừng đã quay lại với channel của mình cũng như một video nữa về Zenless Zone Zero. Lại là mình LittleFox đây. Hôm nay chúng ta sẽ có một video đặc biệt, đó là trải nghiệm sớm Yanagi, một thứ mà mình nghĩ là anh em cũng rất là quan tâm trong thời gian gần đây. Trong video này, chúng ta sẽ phân tích qua bộ kỹ năng của cô cũng như là làm thế nào để vận hành Yanagi trong thực chiến. Lưu ý là video này được quay và sử dụng trong server content creator của Hoyoverse nên đây chưa phải là phiên bản chính thức, thông tin sẽ có thể được thay đổi. Và vẫn như thường lệ thì nếu cảm thấy video này hay và có ích, đừng quên để lại một like, share và subscribe. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu luôn thôi. Đầu tiên, Yanagi là một nhân vật cấp S hệ điện mang đặc tính dị thường. Cô thường được sử dụng như một DPS dị thường đường sân. Lối chơi của cô sẽ xoay quanh việc tăng sát thương cho mọi loại hỗn loạn và kích hoạt chúng một cách thường xuyên. Về gameplay, Yanagi có một tiết tấu chiến đấu tương đối nhanh, animation đẹp mắt và khả năng gây sát thương cực kỳ ổn áp. Để có thể cụ thể hơn, chúng ta sẽ bắt đầu bằng bị động cốt lõi của Yanagi. Trong vòng 15 giây sau khi cô kích hoạt siêu chiến kỹ thì mỗi khi có bất kỳ loại sát thương hỗn loạn nào được kích hoạt trong thời gian này, sát thương hỗn loạn đó sẽ được cộng thêm 250% bộ số sát thương. Ngoài ra, bị động cốt lõi của cô còn tăng thêm 20% sát thương điện trong suốt thời gian này. Để có thể dễ tưởng tượng thì đây là công thức tính sát thương hỗn loạn cơ bản trước và sau khi siêu chiến kỹ của Yanagi được kích hoạt. Với hai hiệu quả trên, chúng ta có thể hiểu là dù là sát thương hỗn loạn của chính bản thân Yana hay là của nhân vật khác trong đội thì chúng đều được gia tăng sức mạnh, biến đây trở thành loại sát thương chủ đạo trong đội hình của Yanagi. Ở đây có một lưu ý nữa là các bạn có thể theo dõi thời gian tồn tại của búp tăng sát thương hỗn loạn bằng icon dưới thanh HP của Yanagi. Đây là một loại búp của thời gian nên chúng ta sẽ cần phải để ý để có thể tận dụng nó một cách triệt để. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về các kỹ năng chiến đấu quan trọng. Kỹ năng đầu tiên là kỹ năng tấn công cơ bản, nó sẽ bao gồm hai thế đánh. Ở đây thì mình sẽ gọi tắt là thế trên và thế dưới. Mỗi thế đánh này sẽ gồm có 5 đòn, 2 đòn đầu gây sát thương vật lý và 3 đòn sau đó gây sát thương điện. Yana sẽ bắt đầu với thế trên khi vào trận. Hai thế đánh này, mỗi thế đánh sẽ có bộ số sát thương, tích lũy dị thường, hồi năng lượng và hồi decimate khác nhau. Ngoài ra, mỗi thế đánh sẽ có một hiệu quả búp khác nhau. Với đòn đánh của thế trên, nó sẽ có 10% đam điện và gia tăng hiệu quả kháng gián đoạn của Yanagi. Còn đòn đánh của thế dưới sẽ có 10% xuyên giáp và gia tăng hiệu quả làm gián đoạn kẻ địch. Ở đây thì có một lưu ý, thời gian búp của mỗi thể đánh sẽ được tính từ lúc chuyển đổi và duy trì trong vòng 8 giây, tức là mỗi 8 giây các bạn nên đổi thể đánh một lần để có thể tận dụng cả hai loại búp trong suốt thời gian đứng sân. Cụ thể thì 8 giây này sẽ tương đương với tầm 2 triệu đánh thường của mỗi thể đánh, và để tiện cho việc theo dõi thì các bạn có thể để ý thanh búp dưới icon của Yanagi cũng như là animation đòn kết thúc của mỗi chuỗi tấn công để biết là khi nào búp của chúng ta sắp hết hiệu lực. Chúng ta sẽ nói qua một chút về năng lực thêm của Yanagi vì nó cũng sẽ hỗ trợ kỹ năng tấn công thường. Nếu có một nhân vật điện hoặc một nhân vật dị thường trong đội thì sau khi đổi thể đánh sẽ tăng 45% hiệu suất tích lũy dị thường điện của đòn đánh thường. Như chúng ta đã nói trước đó thì Yana sẽ nên đổi thể đánh ít nhất là một lần trong vòng 8 giây nên chúng ta có thể tận dụng năng lực thêm này toàn thời gian. Nó sẽ giúp Yanagi tích lũy dị thường lôi nhanh hơn và giảm thiểu việc sát thương hỗn loạn bị mất đi theo thời gian. Nhìn chung thì hiểu đơn giản là kỹ năng tấn công thường của Yanagi sẽ có nhiệm vụ chính là tích lũy dị thường và lối chơi của cô sẽ phải đổi qua đổi lại giữa hai thể đánh để có thể duy trì hai loại búp có lợi. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để chúng ta có thể đổi thể đánh, thì chúng ta sẽ đến với kỹ năng tiếp theo, đó là chiến kỹ và siêu chiến kỹ. Kích hoạt chiến kỹ của cô sẽ có animation vung đao lên phía trước, gây sát thương và đổi thể đánh của cô. Lưu ý là nếu chúng ta kích hoạt đổi thể đánh sau đòn 3, đòn 4 hoặc đòn 5 thì Yanagi sẽ luôn bắt đầu ở đòn thứ 3 trong chuỗi tấn công còn lại. Đây cũng là một thứ mà người chơi cần quan tâm để tối ưu khả năng tích lũy dị thường điện. Ngoài ra, nếu kẻ địch ra đòn ở thời điểm chiến kỹ được kích hoạt, Yanagi sẽ có một khoảng thời gian ngắn không nhận sát thương. Điều này sẽ hỗ trợ phần nào để giúp cô vận hành mượt mà hơn trong chiến đấu. Tuy nhiên chú ý là với những đòn tấn công của animation low hoặc multi hit thì Yanagi vẫn sẽ nhận sát thương như bình thường. Tiếp theo là siêu chiến kỹ, chúng ta sẽ ấn giữ để kích hoạt. Siêu chiến kỹ sẽ gồm có hai đòn, một đòn lướt lên phía trước và một đòn tấn công khi đáp. Sau khi tấn công khi đáp, ngoài việc đổi thể đánh thì Yanagi sẽ vào một trạng thái đặc biệt trong vòng 15 giây. Trong trạng thái này, sau khi thực hiện xong đòn đánh thứ 5 thì có thể lặp lại đòn đánh thứ 3 trong chuỗi tấn công hiện tại. Việc này sẽ tiết kiệm thời gian và giúp người chơi không cần phải đánh lại các đòn 1-2 để có thể tối ưu khả năng tích lũy dị thường điện. Một công dụng khác của đòn tấn công khi đáp đó là nó sẽ gây ra một lượng sát thương hỗn loạn đặc biệt. Ở thời điểm kích hoạt tấn công khi đáp, nếu mà dị thường trên người của kẻ địch là dị thường nào thì hỗn loạn gây ra sẽ là hỗn loạn của dị thường đó, kể cả đó là dị thường của chính Yanagi. Đây cũng chính là lý do mà ngoài đội hình dị thường 2 thuộc tính thì dị thường 1 thuộc tính cũng trở nên khả thi khi mà Yanagi có thể tự kích hỗn loạn điện của mình. Để có thể dễ hình dung thì sát thương hỗn loạn này sẽ bằng với cả 15% sát thương hỗn loạn gốc. Ngoài ra, nó sẽ được cộng thêm một lượng flash dam bằng với 3200 tinh thông của Yanagi. Các bạn thể tham khảo công thức sau để có một cái nhìn rõ ràng hơn. Có thể thấy ở đây là Yanagi không giống các nhân vật dị thường khác thì phải đợi tích lũy dị thường xong mới gây được sát thương. Cô mang tính chủ động và ít phụ thuộc hơn, hay hiểu đơn giản là Yanagi đang đánh đổi năng lượng của mình để gây thêm một phần sát thương hỗn loạn. Dù sát thương hỗn loạn này không cao được như sát thương hỗn loạn thông thường, nó sẽ được hỗ trợ một phần từ tinh thông của Yanagi, và đây cũng là lý do mà tinh thông là một chỉ số rất tốt cho nhân vật này. Ngoài ra, chúng ta sẽ có một vài lưu ý như sau. Vì sát thương hỗn loạn này không yêu cầu tích dị thường để kích hoạt nên nó sẽ có một vài đặc điểm riêng. Thứ nhất là nó sẽ không thay đổi trạng thái dị thường trên người kẻ địch, tức là sau khi chúng ta kích hỗn loạn đặc biệt thì dị thường đang có sẽ không mất đi. Thứ hai là nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi ICD, các bạn có thể kích hoạt hỗn loạn đặc biệt và hỗn loạn thường cùng một lúc. Và thứ ba thì cũng như hỗn loạn thông thường, thời điểm kích hoạt siêu chiến kỹ cũng sẽ ảnh hưởng đến sát thương gây ra. Thời gian trôi qua càng nhiều thì sát thương hỗn loạn này sẽ càng giảm, nên tối ưu nhất thì chúng ta sẽ kích hoạt siêu chiến kỹ ngay sau khi dị thường được gắn lên người kẻ địch. Với hai kỹ năng tấn công thường và siêu chiến kỹ mà chúng ta đã phân tích qua thì lối chơi Yana sẽ được đơn giản hóa như sau. Trong thời gian đứng sân thì cô sẽ dùng tấn công thường để tích lũy dị thường và hồi năng lượng. Khi có đủ năng lượng thì chúng ta sẽ sử dụng siêu chiến kỹ để gây thêm sát thương hỗn loạn đặc biệt. Ngoài sát thương hỗn loạn đặc biệt thì trong quá trình này sát thương hỗn loạn thông thường vẫn sẽ được kích hoạt, và tất cả các loại sát thương hỗn loạn ở trên đều sẽ được tăng sát thương từ bị động cốt lõi của Yanagi. Khi trải nghiệm, các bạn có thể thấy là tần suất kích hỗn loạn được xảy ra thường xuyên hơn, sát thương cũng sẽ tăng cao hơn so với các đội hình thông thường và đảm bảo khả năng vượt content khó cho người chơi sở hữu nhân vật này. Với hầu hết những kỹ năng còn lại của Yanagi như là né, chi viện, liên kích hay là tuyệt kỹ thì hầu như chúng đều không có gì quá đặc biệt, chủ yếu phục vụ cho mục đích là tích lũy dị thường và tiếp nối đến đòn đánh thứ ba trong thế đánh hiện tại. Hiểu đơn giản là Yanagi có rất nhiều cách để nối tiếp với đòn đánh thứ ba trong chuỗi tấn công, khiến cô gần như không bao giờ phải sử dụng đòn 1 và đòn 2 của mình, tiết kiệm được thời gian cho người chơi. Một lưu ý là với tuyệt kỹ của Yanagi thì nó có thể kích hoạt thêm một lần sát thương hỗn loạn đặc biệt và có thể tích lũy rất nhiều dị thường, nên tùy vào trường hợp mà các bạn có thể muốn sử dụng nó để có thể gây thêm sát thương. Ở phần này, chúng ta sẽ nói về cách vận hành Yanagi và đội hình hỗn loạn của cô. Đầu tiên là về Yanagi. Mặc dù đã phân tích về bộ kỹ năng trong phần trước, chúng ta vẫn sẽ cần phải thống kê và nhắc lại một vài điều quan trọng như là dùng kỹ năng nào trong thời điểm nào và thứ tự sử dụng các kỹ năng ra sao. Các bạn có thể nhìn hình minh họa sau cho nó dễ hình dung. Thông thường, chúng ta sẽ bắt đầu bằng siêu chiến kỹ, sau đó dùng chuỗi tấn công thường của Yanagi. Bút của siêu chiến kỹ sẽ kéo dài trong vòng 15 giây, tức là các bạn sẽ có thể thực hiện tầm 4 lần chuỗi tấn công thường trong 15 giây này. Tuy nhiên, thời gian đứng sân của Yanagi sẽ hiếm khi kéo dài đến hết cả 15 giây. Thông thường thì cô sẽ chỉ dùng từ 2 cho đến 3 chuỗi tấn công là sẽ đổi sang nhân vật khác rồi. Ở trong quá trình thực hiện chuỗi tấn công, các bạn có thể dùng chiến kỹ để đổi thế đánh hoặc nếu muốn reset búp. Thông thường thì thời điểm reset búp sẽ rơi vào khoảng sau 2 chuỗi tấn công. Còn nếu mà các bạn sợ quên thì cứ hết một chuỗi tấn công, chúng ta cũng có thể dùng chiến kỹ một lần cũng được. Đến đây, các bạn có thể hình dung ra được chuỗi hành động trong thời gian đứng sân của Yanagi như thế nào rồi. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng những hành động này sẽ phải liên quan mật thiết đến vòng dị thường của kẻ địch. Lát nữa, đến phần vận hành đội hình, chúng ta sẽ có thể hiểu rõ hơn. Lưu ý là Yanagi là một nhân vật có cách vận hành linh hoạt, nên đây không phải là cách duy nhất để sử dụng cô. Sẽ có rất nhiều cách khác nhau, ở đây mình chỉ đưa ra một guideline cơ bản để cho các bạn dễ hình dung mà thôi. Ngoài ra, sẽ có một vài lưu ý nữa như sau. Đầu tiên là về chuỗi đánh thường của cô. Yanagi có 2 chuỗi đánh thường tương ứng với 2 thế đánh. Mặc dù giá trị của 2 chuỗi đánh thường này không hơn nhau quá nhiều, nhưng vẫn sẽ có một bên mang lại nhiều lợi ích hơn. Cụ thể là chuỗi đánh có thế trên. Vì thế, nếu là một người tỉ mỉ và thích tối ưu thì các bạn có thể chủ động kiểm soát và để Yanagi chỉ đứng ở thế trên mà thôi. Cách làm của chúng ta cũng rất là đơn giản. Ví dụ như khi mình đang đứng ở thế trên, nếu dùng siêu chiến kỹ hoặc chiến kỹ thì mình sẽ chuyển xuống thế dưới. Sau khi siêu chiến kỹ hoặc chiến kỹ kích hoạt, mình sẽ dùng lại chiến kỹ một lần nữa để đổi lại thành thế trên. Làm như thế này sẽ khiến các bạn tận dụng được tối đa giá trị của kỹ năng tấn công thường mà vẫn giữ được hiệu quả búp từ 2 thế đánh. Tuy nhiên, ở đây cũng có một lưu ý là đây là một cách rất là tỉ mỉ, nên nếu không muốn phải quan tâm quá nhiều thứ trong chiến đấu thì các bạn có thể dùng cả 2 thế đánh cũng được. Thứ hai là khi nào chúng ta nên dùng siêu chiến kỹ. Siêu chiến kỹ là một kỹ năng quan trọng của Yanagi. Ngoài việc tích lũy dị thường và đổi thế đánh, nó còn đóng góp một phần sát thương không nhỏ. Như đã nói phần trước thì nếu kích hoạt siêu chiến kỹ ngay sau khi một dị thường được áp dụng lên người kẻ địch thì sát thương siêu chiến kỹ sẽ được tối đa. Thông thường, chúng ta sẽ dùng siêu chiến kỹ một lần ngay sau khi Yanagi lên sân nếu trước đó kẻ địch đã dính hiệu ứng dị thường khác rồi. Một ví dụ như lúc kẻ địch còn tầm 25% nữa là đầy thanh dị thường điện. Nếu sử dụng siêu chiến kỹ vào thời điểm này, bạn vừa có thể kích hoạt hỗn loạn của thuộc tính còn lại trong đội, vừa kích hoạt được sát thương hỗn loạn đặc biệt. Còn nếu các bạn không phải là một người có thể sát sao với việc theo dõi thanh dị thường của kẻ địch thì các bạn có thể đợi kẻ địch dính dị thường hoặc thấy đủ năng lượng rồi dùng cũng không sao cả. Ok, vậy là chúng ta đã nói qua được sơ bộ thứ tự hành động của Yanagi cũng như một vài lưu ý. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến cách vận hành của đội hình hỗn loạn. Với từng đội hình thì thứ tự sử dụng nhân vật sẽ thay đổi tùy vào trang bị, thế quái, búp siêu và nó có thể tạo ra vô vàn biến thể khác nhau. Tuy nhiên, sẽ có một thứ mà chúng ta có thể thống nhất được và nó sẽ không thay đổi nhiều, đó là thứ tự kích hoạt dị thường. Với các đội hình có hai thuộc tính khác nhau, ví dụ như thuộc tính A và thuộc tính B, thì thứ tự kích dị thường sẽ luôn là đan xen giữa dị thường A và dị thường B để chúng ta có thể tối ưu và không bị mất sát thương hỗn loạn. Ví dụ như là ABAB hoặc là BABA. Nếu mà chúng ta đổi thứ tự thành AAB hoặc là BBA thì sát thương hỗn loạn của chúng ta sẽ bị mất và năng lực thêm của Yanagi sẽ không được tận dụng triệt để. Điều này sẽ càng đúng nếu mà đội hình của chúng ta có những thuộc tính như là hỏa, lôi hay là ether. Đây là lý thuyết cơ bản nhất của lối chơi hỗn loạn. Các bạn chỉ cần bám vào lý thuyết này là sẽ có thể xây dựng rotation cho mình. Ở đây thì mình sẽ đưa ra một vài ví dụ của một vài đội hình tiêu biểu của Yanagi để cho các bạn dễ hình dung. Từ đó chúng ta sẽ có một cái nhìn rõ ràng hơn. Đầu tiên và cũng cơ bản nhất đó là đội hình Yanagi Piper. Đây là một đội hình tương đối free to play. Vẫn theo lý thuyết chúng ta đã nói ở trên, đó là kích hoạt dị thường một cách xen kẽ và đây cũng là một cách chơi khá là thoải mái, miễn là chúng ta giữ được đúng thứ tự và các loại búp có lợi. Tiếp theo sẽ là Yanagi cùng Bernie. Đây là đội hình tối ưu nhất do Bernie có thể kích hoạt dị thường off-field. Do đó, chúng ta có thể set up để cho sát thương hỗn loạn có thể xảy ra liên tục trong thời gian ngắn. Với đội hình này, chúng ta sẽ bắt đầu nghĩ đến việc tích trước vòng dị thường trong chiến đấu. Thay vì tích với tỷ lệ 1-1 như với đội hình Piper, chúng ta có thể tích với tỷ lệ 1, 1,5 hoặc nhiều hơn. Làm như thế này sẽ khiến chúng ta có thể giảm thời gian giãn cách giữa các lần nổ hỗn loạn, khiến sát thương gây ra được tối ưu hơn. Giải thích qua một chút thì sau khi làm đầy vòng dị thường, các bạn có thể ngay lập tức tích lũy vòng dị thường mới. Vì trong đội hình này, nhân vật đứng sân nhiều hơn là Yanagi nên chúng ta sẽ tích cho cô từ 1,5 đến 1,9 vòng dị thường mỗi khi lên sân. Điều này sẽ khiến mỗi khi lên sân, Yanagi chỉ cần dùng một lần siêu chiến kỹ là đã có thể kích hoạt hỗn loạn được rồi. Nó cũng sẽ giảm tải gánh nặng về năng lượng cho Bernie khi cô không phải lên sân với tần suất nhiều. Nhìn chung, đây cũng là một cách chơi khả thi mà các bạn có thể tham khảo. Cuối cùng là đội hình Yanagi Mono hay là giả Mono. Với đội hình này, vì kẻ địch chủ yếu bị ảnh hưởng bởi một loại dị thường duy nhất nên chúng ta sẽ không có thứ tự kích hoạt dị thường. Điều quan trọng mà các bạn cần phải lưu ý là kích hoạt siêu chiến kỹ đúng lúc. Sau khi dị thường lôi xuất hiện thì chúng ta kích hoạt càng sớm, sát thương hỗn loạn từ siêu chiến kỹ sẽ càng cao. Với đội hình giả Mono, trong quá trình chiến đấu, chúng ta nên để cho một support khác thuộc tính tích lũy dị thường thông qua parry hay là chi viện chống đỡ và dùng chính nhân vật này kích hỗn loạn sau khi kẻ địch vào trạng thái choáng để có thể tối ưu thêm được sát thương. Đến đây thì mình nghĩ là các bạn đã phần nào nắm được bộ kỹ năng và cách vận hành Yanagi cùng với một vài loại đội hình của cô rồi. Hy vọng là video này sẽ giúp các bạn hình dung rõ ràng hơn Yanagi là nhân vật như thế nào và chúng ta sẽ có quyết định đúng đắn cho AK của mình. Nếu cảm thấy video này hay và có ích thì đừng quên để lại một like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Mình là LittleFox, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.